Và bạn Nguyễn Hữu thì một ngày có 2 tiếng ấy, một ngày có 2 tiếng mà phân bố thời gian tập như nào ấy, thì thực ra nhé, nhiều người là cái này, cái cách tập đàn này nhiều người là bị sai lầm là cứ ngồi phải ngồi tập 2 tiếng. Thực ra là có thể là chúng ta ngồi 2 tiếng thông cũng được nếu mà mình đam mê, nhưng với điều kiện là chúng ta đi làm hay là chúng ta làm việc gì đó, tức là ví dụ sáng ra đáng ra là 7 giờ mình đi làm, nhưng hôm nay mình 6 rưỡi mình dậy xong rồi, mình cứ ngáo ngơ mình không biết làm cái gì cả, và đáng ra mình phải tập 2 tiếng, nhưng mình còn nửa tiếng ấy thôi mình chơi cái khác. Rồi các bạn chỉ cần 5 phút hoặc 10 phút các bạn tập đàn, nó nhiều cái 10 phút nó khác, ví dụ 5 phút thì tập cái gì, 10 phút thì tập cái gì, hay là 2 tiếng thì tập cái gì. Ví dụ cái thời gian phân bố chúng ta chỉ có 5 đến 10 phút thì chúng ta tập cái gì. Tất nhiên đánh một bài thì nó cũng không thể vấn đề gì cả, cho nên tốt nhất chúng ta ngồi chúng ta tập ngón. Ví dụ như chúng ta có thể là đúng tập thôi, còn là nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa chúng ta mới đi làm rồi vào chạy APF, chúng ta tập khoảng 5 phút như thế để chúng ta đi làm, thế là đẹp rồi. Hoặc là 10 phút thì chúng ta tập thêm 2 kỹ thuật, hoặc là 30 phút thì chúng ta luyện hát, hoặc bạn nào đánh cover chúng ta sẽ ngồi đánh một bài, hoặc là luyện một hai cái đoạn mà nó khó khó. Còn tất nhiên là càng nhiều thời gian thì càng tốt, còn nếu mà chúng ta chỉ có thời gian nó hạn hẹp ấy thì chúng ta lên tập như thế. Thời gian khoảng từ 20 phút trở lên thì chúng ta nên tập vào bài để chúng ta có rất là nhiều thời gian để chúng ta sửa bài và chúng ta nghiên cứu về đó. Còn chỉ có 50 phút, nhiều bạn bảo 50 phút là không tập được đàn, xin lỗi, cứ ngồi chạy kỹ thuật nhé. Các bạn ví dụ bạn ở nhà trước khi về chuẩn bị ăn cơm, thấy người nhà dọn cơm ra mà ví dụ chưa cái này chưa chín cái kia chưa chín là chạy bèo 5 phút vào đường vẫn ngon này. Đâu trước khi đi làm cũng thế, cứ sờ đàn ấy ngồi chả phải chuẩn bị gì, ngồi đánh ngồi phát xong là đi vào ngồi chạy thì chúng ta thế là chúng ta có thể bảo là thì chạy nhiều cái như thế nó sẽ thành công, chứ không phải là mình cứ ngồi cả 2 tiếng. Nhiều người làm gì có 2 tiếng để tập đâu, chúng ta làm việc khác mà. Cái câu chạy bạn Quy Nguyễn, câu chạy ở trong kênh là có hết rồi, có chuyên nghiệp hay không ấy, thực ra cái này mình cũng không phải là mình nghĩ ra đâu, mà cái này cũng được học hành cả, nó cũng trong các sách vở, các những cái sách vở rồi những cái bài luyện kỹ thuật nó có, chẳng qua là các những người người ta đã học rồi người ta không biết áp dụng nó ra cái kiểu gì thôi. Nên đây là mình lôi nó ở trong sách là mình áp dụng vào, ví dụ kỹ thuật áp pen này bạn nào đi học cũng được tập này. Bạn nào cũng tập, nhưng vấn đề chúng ta chạy là chúng ta chạy không ứng dụng được, hoặc là chúng ta không có cái cách tập ứng dụng cho nên nó mới bị như thế. Hoặc là cái bài tập chạy này thì chắc chắn các bạn nào đi tập cũng được các thầy các cô dạy này, bài này cô có vẻ khó, bài này dễ hơn này. Đấy, bài này cũng tập ai cũng tập, nhưng mà cái vấn đề là các bạn lại không không biết ứng dụng vào, ví dụ ứng dụng này nhá. Cái này làm câu nối cũng rất hay nhé. Bài hai tay anh đang rộng khắp nơi, hai ta đang vươn ra hướng dẫn cái này thôi, chẳng ai không được hướng dẫn này. Đấy, hay là câu chạy này. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay anh, sẽ luôn là người yêu anh, cứ em đi khắp chân trời. Chạy ngón này. Sẽ luôn là người thật bên đấy, là ai cũng học rồi mà. Cái vấn đề là mình chứ còn không phải là mình giỏi giang thì mình nghĩ ra cả cũng học cả, chứ còn nghĩ ra cái gì đâu. Thật là cũng không thuộc dạng thông minh lắm, cho nên là cũng toàn lôi sách vở thôi mà. Đánh nhiều nó thành quen. Đấy là những câu chạy ngón ứng dụng nhé.